chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi me chua. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829160355. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 47. Củ này nó nằm dài luôn nè cô chú anh chị. Quấn như cái lò xo luôn. Quanh củ em đo hảo là khoảng là 48. Cây này dáng đổ cô chú anh chị, về mình trồng dáng đổ rất là đẹp. Hoành thân chỗ này nó là 14, chiều dài là 25, kính bầu 22. Mã số 47 em xin giao lưu là 700.000, em bao ship, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã số 47. Hoành cũ đây là 31. Hoành thân là 13. Chiều cao là 20. Kính bầu là 19. Mã số 49 em xin giao lưu là 700.000. Mã số 49. Quanh cũ đây là 48. Quanh thân là 13. Kính bầu là 21. Mã số 50 em xin giao lưu là 700.000, em bao ship. Mã số 50. Quanh cũ là 37. Cũ là quấn là đặc tẹo luôn. Quanh thân là 14. Chiều cao là 30. Kính bầu là 15.
Mã số 52, 800 ngàn em bao ship. Mã số 52. Rồi mã số 53. Quanh cũ đây là 44. Hoành thân là 13. Chiều cao là 22. Kính bầu là 18. Mã số 53, 700 ngàn em bao ship. Mã số 53. Mã số 54. Cũ đây là 31. Hoành thân ngay vị trí này là 13. Chiều dài nó là 34. Kính bầu 17. Mã số 54 cũng là cây cuối cùng của clip em xin giao lưu là 700 ngàn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, em xin chào.